Em xin kính chào tất cả anh em. Tối nay rảnh lại rảnh rỗi thì em lại bắt đầu test lại cái cặp loa Din Audio Audition 42. Cặp này về nguyên thùng xốp anh em nhé, đang còn cả thùng xốp, hàng em ship từ Nhật về. Và hôm nay sáng nay có test nhưng mà buổi sáng nó ồn quá, toàn là tiếng ồn cho nên không nghe rõ. Bây giờ em sẽ test lại cái cặp loa này một lần nữa để anh em trải nghiệm nhé. Và anh em cũng đừng quên bấm cái nút đăng ký màu đỏ nằm ở dưới cái video này ấy. Thì đăng ký miễn phí cho nên là anh em ủng hộ em đăng ký và để cập nhật những cái sản phẩm mới nhất bên em về nhé. Bên cửa hàng em thì luôn và liên tục cập nhật những cái sản phẩm mới nhất và để phục vụ anh em. Sau đây em sẽ test thử chất âm anh em nghe nhé. Với em thì em cảm thấy thì với cái cặp loa trong tầm tiền này thì em ghép như thế là rất là ổn. Và nó được ghép được hiện tại ở trong số âm ly của em, nó ghép được cũng khá nhiều cái âm ly ghép được nó anh em nhé. Chỉ có một cái là cái con này nó nhỏ nhưng mà khá là gấu. Nó nhỏ, nó khá là gấu. Ví dụ mà công suất của âm ly quá nhỏ thì không đánh nổi nó đâu. Đấy, nhưng mà còn về cái độ ghép thì nó cũng rất là dễ ghép chứ không phải khó. Mà nhiều khi anh em mà lấy âm ly mà công suất nhỏ quá là đánh không nổi nó đâu. Cho nên là em sẽ thử để anh em biết là em đang hiện tại đang test đúng cặp loa này anh em nhé. Em hướng cho người về cô đơn với bóng mây chiều lạc loài đã xuống. Đấy, khi em tút dây ra thì không còn âm thanh nữa. Để anh em biết được rằng là em đang test thực tế, test cái cặp loa này anh em nhé. Bởi vì như vậy thì anh em sẽ dễ hiểu hơn. Tháng năm buồn, miệt mài từng ngón tay. Khi về con sao xuyên, dù hồn người đắm say.
là vùng mây trôi ngập ngừng. Đêm mong người về cho vơi giá buồn, nghe hồn từng mùa đã khuất. Đêm mong người về cho vơi giá buồn, nghe hồn từng mùa đã qua, tiếc thu mênh mông. Em cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi nhé. Và anh em có nhu cầu để sở hữu cái bộ này thì anh em cứ liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại 0974086286. Và em cũng nói luôn là cái cặp loa này ấy, nó về trong tình trạng còn nguyên cả thùng xốp và loa đẹp xuất sắc. Và em hiện tại em đang bán giá công khai là 13.500.000 anh em nhá. Xin cảm ơn tất cả anh em rất nhiều.